tới trang web của khu học chánh Arlington. Tôi tên là Thúy Huỳnh. Tôi làm ở trường Newcomer Center. Tôi làm video này để hỗ trợ ban gắn kết phụ huynh và cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có thể khó tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên trang web. Nếu bạn chưa quen với trang web của Arlington ISD hoặc cảm thấy hơi lạc lõng, chúng tôi đã tạo một video để giúp bạn điều hướng trang web nhanh hơn. Trước hết, để tôi hướng dẫn bạn đến nút ở góc trên cùng bên phải, cho phép bạn chọn ngôn ngữ cho trang web. Bạn nhấn vào mũi tên đi xuống này và chọn ngôn ngữ mà bạn dễ hiểu. Bây giờ mình chọn tiếng Việt thì mình nhấn vào Vietnamese. Phần lớn thông tin bằng văn bản sẽ được dịch sang ngôn ngữ đã chọn khi bạn nhấn vào nút này. Trang chủ của học khu có rất nhiều thông tin sẽ giúp trả lời các câu hỏi quan trọng. Ở hàng đầu trang chính, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các trường học của chúng tôi, mục tự phục vụ và làm thế nào để tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn sơ qua trang chủ. Trang chủ có thông tin hữu ích như trở lại trường học năm 2020, thông tin về coronavirus, tin tức về học khu, các sự kiện sắp tới, giới thiệu quận và các thông tin liên hệ về học khu. Tháp huyện với thông tin về ban quản trị, lịch trình của học khu và kế hoạch chiến lược năm 2016 đến năm 2021 chỉ nêu tên một số. Tháp các khoảng có thông tin về tất cả các bộ trong Arlington ISD được liệt kê theo thứ tự của bảng chữ cái. Nhưng khi mình nhấn sang tiếng Việt thì nó không có theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn cũng có thể chọn ngược lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt nếu bạn muốn. Tháp sinh viên có thông tin về Canvas, sổ tay mô tả khóa học, quy tắc ứng xử của học sinh, hệ thống máy dịch là tranh sơn dầu. Trong trường hợp này thì không đúng lắm. Bạn nhớ nút này là Canvas, nói về học tập, về giáo dục. Tháp gia đình có thông tin về mục tự phục vụ, gắn kết gia đình. Hầu hết những gì bạn cần để giúp học sinh của mình sẽ được tìm thấy ở một trong hai tháp này, tháp sinh viên và tháp gia đình. Sau cùng, tháp nhân viên chỉ có nhân viên AISD mới có thể truy cập được. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn theo dõi trang web của học khu để cập nhật. Tôi hy vọng phần tổng quan này đã giúp bạn tìm thấy một số thông tin cơ bản trên trang web. Chúng tôi ở đây để cung cấp trải nghiệm học tập, đặc biệt giúp con bạn tự tin và sẵn sàng cho cuộc sống. Arlington ISD không chỉ là một nền giáo dục đáng chú ý mà còn nhiều hơn nữa.